Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình quý vị và các bạn là trận đấu đầu tiên của FC U23 Tumama gặp FC Sakura trong khuôn khổ giải vô địch Favisa Kanto Cup năm 2020. Vâng, mới bắt đầu vào trận, thế nhưng chúng ta có thể thấy được tín độ nhịp bóng của hai đội là rất cao. Như quý vị quan sát trên màn hình, FC Real Tumama, là U23 Tumama mặc đồng phục màu xanh, quần xanh. Và FC Sakura mà còn đồng phục là màu xanh áo đỏ. Vâng, Sakura có nghĩa là hoa anh đào. Liệu hôm nay hoa nở hay hoa lại tàn đây? Bóng đang trong chân các cầu thủ Sakura. Susa. Hello Minh Tân. Một pha bắt bóng rất tự tin của Minh Tân. Minh Tân là một cầu thủ tâm lý tuy không được phủ vàng nhưng hôm nay được huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp tin tưởng giao cho bắt chính ngay trận đầu tiên. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho Minh Tân. Sóng gió đó qua đi. Tình công. Chuyển bóng cho Văn Kiều. Các cầu thủ Sakura đang ép sân. Hôm nay U23 Tobaba có một ngoại binh Nagoya. Trọng tài đã giơ thẻ, người phạm lỗi có lẽ là Đình Kiều, một chiếc thẻ vàng. Vâng, trong khuôn khổ giải lần này, thẻ vàng và thẻ đỏ đều bị trừ tiền đội Đình Kiều. Xuất phạt dành cho FC Sakura. Nào ôi da, bóng vẫn trong chân nào ôi da, xuất xa. Một tình huống xuất xa khá nguy hiểm, thế nhưng bóng đi sệt và trích ra về phía bên ngoài cầu gôn. Theo tôi quan sát hình như đội Sakura đây cũng là Uchinomiya. Bà xin lỗi, tôi nhầm. Bắt Trung. Trung Anh là người vừa áp sát cầu thủ bên FC Sakura. Minh Tân ném bóng lên. Cú ném mà khá mạnh. U23 Tobama đang áp sát sang sân Sakura. Vâng, với thân hình to và thể lực khỏe, ngoại binh Nagoya luôn tỏ ra rất sông sáo. Trung Anh đã lấy được bóng. Hà Nội Trung Anh đưa bóng lên. Không được rồi. Trong dần các cầu thủ Sakura áp sát đâu. Bắt Kiều không được. Trận đấu được diễn ra tại sân vận động Omiya, một quần thể sân thể thao rất rộng. Mọi người có thể quan sát thấy mặt cỏ không được đẹp, mặt sân không được đẹp, một phần nào đó làm ảnh hưởng đến kỹ thuật của các cầu thủ. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Sakura. Xuất xa. Không có gì là nguy hiểm.
và chúng ta có thể quan sát ngoài đường biên là trợ lý huấn luyện viên Đình Tùng. Mất bóng rồi. Người vừa bị làm mất bóng sau phá áp sát của đối thủ là Văn Long. Xin lỗi, là Duy Long. Cầu thủ đội bạn vượt qua ba hàng hậu vệ. Phạt góc dành cho FC Sakura. Một tình huống cố định nguy hiểm. Rất may. Ném bóng lên dành cho Nagoya. Lý Long. Không được rồi. Văn Kiều. Mạnh Tùng. Đình Tùng. Tiến Tùng. Tùng. Cô tay. Vâng, Trung Anh à. Sống bưởi vàng. Thay người bên phía U23 Tobama. Áo số 10 Văn Dũng được tung vào sân thay cho Trung Anh. Đình Kiều. Hai người. Nào coi dạ, không được. Vâng, có một sự thay đổi người bên U23 Tobama. Bóng đã giữ, đã sát người phải không? Có lẽ ý đồ của huấn luyện viên Lê Xuân Hiệp là tung một cầu thủ to cao có sức đi đè như Văn Dũng vào đá vị trí trung vệ. Ui, hay đấy, hai này đẩy ra cái. Tình Kiều. Các cầu thủ Sakura đã lấy được bóng. Quay ba tôi ba đang khai về phòng ngự. Đội bạn muốn tung ra một đội hình quét ngay từ ban đầu. Họ tấn công dồn dập. Khoa. Văn Dũng. Không được. À, chuyển bóng hơi sâu dành cho Nau Già. Và đánh trận bắt đầu vừa rồi là của Đình Kiếu. Văn Dũng có bóng rồi, không được rồi. Trọng tài đã thổi còi. Đúng rồi, đứng giữa sân nhiều vào. Mình vừa đánh đầu vừa rồi là Di Long. Trần Minh Phong qua người rất tốt. Đội bóng cho Văn Dũng. Sút xa không được. Bóng lên trên kia rồi là tập trung cho số 9. Có vị trí thoáng là đưa bóng vào để mấy anh chơi để nó làm. Ở đây hơi ham. Phạt góc dành cho U23 Tobama. Rồi, xong rồi, đã phạt góc đúng chứ. Đình Kiếu là người thực hiện xuất phạm. Đưa bóng vào. Thủ môn bên Sakura đã bay ra cản phá. Sút xa. Không được. Dũng ơi. Tập sửa làm bóng số 9 em ơi. Phút thứ 10 và tỷ số vẫn đang là không đều. Hai đội tỏ ra rất muốn có điểm trong trận đấu đầu tiên. Rồi.
Nào cô ra. Nào cô ra đã có bóng. Ba đi hai kia. Lắc vào xuống. Lên, sút đâu? Sút ra. Không được. Rất tiếc một pha quá người và dứt điểm rất keo đau, thế nhưng thủ môn đội bạn cũng tỏ ra rất cư khôi. Một tình huống gây ra những nhịp tim khá mạnh bên phía khán đài. Anh ơi, ok anh Long sao? Long ơi chủ động đằng sau lưng đấy. Đây bên khán đài là những bóng hồng, rất nhiều bóng đá. Sút pin dành cho Sakura. Văn Dũng rất tốt, qua người khéo léo. Bóng lên. Chuyền bóng chưa? Không được. Đứng tay đứng tay, không giữ gì em ơi, gì? Không bóng tung để lên, giữa. Đình Kiêu. Lý Phong. Đình Tùng. Nào có dạ. Không được. Đội bạn đang lùi về hậu vệ sau cú dứt điểm khá hiểm hóc của nào cô giáo vừa rồi. Có lẽ cậu bạn đã đội bạn đã hiểu được ngoại binh của U23 Tobama lợi hại như thế nào. Này U23 Tobama đang áp sát sân nhà. Phá sát hú hồn của cầu thủ Uada Tobama. Văn Dũng, người khéo léo. Đình Phong, không được. Để vào em ơi. Dùng ra lại. Đá xong con. Trọng tài đã chấn còi. Một thẻ vàng dành cho cầu thủ áo số 7 bên Sakura. Sút pin dành cho U23 Tobama. Từ khoảng cách xa. Em đẩy lên một tí nữa. Từ bóng vào. Một pha chéo bóng hơi cao của Duy Long. Không xa em ơi. Đẩy lên, chưa vội nào. 23 em ơi, đẩy 23 nào. Rồi bỏ. Cái. Áp sát. Đấy luôn cái áo ấy. Dí lâu. Và áp sát rất tốt. Đào Hồ Gia đã có bóng. Bắn không nào. Đào Hồ Gia ơi. Rất tiếc pha quả người không thành công. Với cú quả người đó nếu thành công tôi nghĩ sẽ có một siêu phẩm diễn ra. Người nhà lắm. Thằng em lên. Sát đi xuống người vào. Không phải nhưng mà sân tốt. Thủ môn bắt được bóng. Chập nó Duy Long. Vẫn là Duy Long. Chuyển bóng cho nào cô ra. Của bóng ơi, không được. Rất may cho Sakura khi thủ môn đội họ đã băng lên kịp tình huống nguy hiểm. Rất may thủ môn bên Sakura không cắt ngang. Phút thứ 14. Vâng, trọng tài người Nhật ông Nishio Umiya đã thổi còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên giữa hai đội U23 Tobama và FC Sakura. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng. Hy vọng trong trận đấu thứ hai FC U23 Tobama sẽ có một lợi thế nhất định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hiệp 1 của trận đấu. Đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. Đang tàng
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trận đấu thứ hai giữa hai đội U23 Toyama và FC Sakura xin phép được bắt đầu. Ở trận đấu lần này, FC U23 Toyama bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Một tin dành cho U23 Toyama. Nào quý vị. Không được rồi. Đình Tùng. Tới thôi. Dí Long. Bóng vẫn chân Dí Long. Không được. Ý đồ chuyền bóng cho Nagoya. Một tình huống băng lên cắt phá kịp thời của thủ môn Minton. Sút pin dành cho FC Sakura. Pha treo bóng vào. Bóng bay rất cao. Kháo tít trời mây thế nên không thể quay kịp đường bóng. Đức Phong. Văn Dũng, nào coi chưa? Không được. Để bóng ra ngoài sân hơn, để bóng ra. Đá vào trong nữa. Nào coi chưa? Không được. Ok, thế là anh em ơi. Ok, amazing, good job. Good job. Good job, em ơi. Em đá thế này thì chết hết cái đội đỏ của anh rồi. Cầu thủ Sakura đang đưa bóng lên. Pha qua người rất khéo của cầu thủ Sakura. Đã có thẻ. Xin lỗi là đã có tiếng còi. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt cố định chứ không có thẻ gì. Phạt dành cho Sakura. Sút thẳng góc khá rộng. Không nhìn rộng nhỉ? Không nhìn như này rộng thôi chứ nếu mà sút. Nguy hiểm. Trọng gió đã qua đi. Bóng đá trong tay của thủ môn Minh Tân. Lý Phong. Không được. Không thể kết nối được áo số 9 Nagoya. Long dành cho FC Y3 Toyama. Đưa bóng vào. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Sakura. Đưa bóng khá cao của cầu thủ bên Sakura. Văn Dũng. Nào coi chưa? Không qua ở trên. Nó tốt. Giữa nó cầm tốt. Sút pin cho Toyama. Nào coi chưa? Bóng vô Minh Phong. Cố lên nào, không được rồi. Vào rồi, nào coi chưa? Sút ra. Sút nào.
công nhận. Có lưới đã dùng thế nhưng có lẽ là bóng bay đúng vào xà ngang rồi đập ra ngoài. Rất tiếc một tình huống. Đá có lỗi, đá có lỗi. Đang móc túi rồi. Vâng, trọng tài đang có ý định móc túi thế nhưng rất may là ông đã không móc mà ông móc một cái sổ. Ông đã ghi bàn thắng. Vâng, người hùng đẹp trai nhất ngày hôm nay có lẽ là người hùng mặc áo màu đen. Một pha xử lý rất công tâm. Vâng, đây là những màn ăn mừng rất nồng nhiệt của các bóng hồng. Văn Dũng, Minh Tân đưa bóng lên. Nào cầu nhà ơi, một pha đệm bóng vào rất đẹp. Nỗ lực cứu bóng của Văn Dũng, thế nhưng bóng đã ra ngoài sân. Cắt xin luôn nha. Đó ấy. Nào cô gia. Chút xa luôn. Người tình huống vút xa vừa rồi, nếu tôi là thủ môn chắc là đã có bàn thắng. Ở bên kia trận đấu cùng giờ, đội áo đỏ cũng đã có bàn thắng. Ok ông Sam ơi. Sau bàn thắng vừa rồi, có lẽ tinh thần các cầu thủ U23 Tomama nâng lên rất cao. Nào cầu ra. Bắt. Dí Long. Sâu, tuyến 2 kìa. Văn Dũng. Và chuyển bóng cho Văn Dũng. Hơi nhẹ. Hà Nội Di Long đã lấy được bóng. Không được. Okay. Có lẽ cầu thủ bên đội bạn đã bị đuối. Nào cô cha. Văn Dũng không được. Anh Tùng. Hai Tùng ơi. Và cản bóng rất tốt của Đinh Tùng. Thế nên trước đó đã có lỗi. Một lỗi làm ngã người. Bóng đá nằm gọn trong tay Minh Tân. Phút thứ 8 của hiệp đấu thứ 2 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về U23 Tomama. Đã có lỗi. Trọng tài đã thét còi. Vâng, trọng tài đã móc túi. Màu gì đây? Màu vàng. Thì hai màu vàng rồi. Thẻ vàng thứ hai của cầu thủ bên Sakura và tấm thẻ đã được chuyển màu sang màu đỏ. Em ơi. Một pha phạm lỗi khá thô bạo. Các cầu thủ U23 được hưởng một quả đá phạt và đang đá hơn một người. Và điểm là rất rõ ràng rồi. Cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Văn Dũng là người thực hiện sút phạt.
20 anh ơi. Vẫn đúng. Không được. Biên. Bóng không thể lọt qua được hàng hậu vệ đối phương. Còn 5 phút nữa là kết thúc trận đấu thứ hai. Duy Long sút ra. Rất tốt. Góc dành cho U23 Tobama. Cùng lùi về không ham tung. Lùi về thôi. Nào của gia sẽ là người thực hiện sút phạt. Đội bóng bạo. À có lỗi. Vâng, bóng vẫn đang bên phần sân của Sakura. Toma vẫn đang khát khao tìm kiếm thêm thật nhiều bàn thắng. Nào cô gia. Đưa bóng vào. Vâng, lưới đã rung thế nhưng bóng bay ra ngoài. Nhanh. Đang dẫn trước một bàn và đang lợi thế hơn một người. Ba điểm là rất rõ ràng dành cho Tobama. Bình tĩnh lại. Văn Dũng. Dũng nhanh trước lên. Vẫn là Văn Dũng. Thì khoa. Không được. Quả bóng rất tốt của Nagoya. Đưa bóng vào. Pha sút rất mạnh nhưng thủ môn bên đội bạn cũng tỏ ra rất xuất sắc. Đội bạn đang phản công. Không có gì nguy hiểm. Có ta. Hai người bên U23 Tobama. Xuân Hiệp sẽ là người được tung vào sân thay cho Di Phong. Tài năng trẻ. Cố lên 3 phút nữa nhé. Thank you. Vâng, thời tiết ngày hôm nay nắng lên thế nhưng kèm theo gió khá lạnh. Thế nhưng khán giả ở trên sân vẫn rất đông. Bóng đang trong chân các cầu thủ Sakura. Xuân Hiệp đang áp sát. Đã có lỗi rồi. Phạt dành cho Sakura. Phút thứ 14, tỷ số đang là 1-0. Xuân Hiệp. Nào cô gia. Đưa bóng lên cho Xuân Hiệp. Xuân Hiệp đâu có bóng. Tài năng kẻ. Phạt góc dành cho U23 Tobama. Tài năng trẻ bao nhiêu tuổi. Còn một tài năng trẻ, một nhân tố ích. Trời ơi, còn giữa sân đứng rồi, Tùng răng lên một tí, Tùng ơi. Tùng. Lên trên này. Chờ bóng vào. Dù có xuất sắc như thế nào thế nhưng cú bóng vừa rồi là không thể
một điều gần như gọi là không thể xảy ra. Alo, U23 Tumama, một tinh thần thép, một thế lực dồi dào và một trận cầu siêu kinh điển. Vâng, sau bàn thắng của tôi, trọng tài Musiso Urawa đã thuộc về kết thúc trận đấu giữa hai đội FC Sakura và FC U23 Tumama. Tỷ số là 2-0 nghiêng về các cầu thủ U23 Tumama. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi trận đấu. Trong trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ trở lại ngay ít phút. Xin chào và hẹn gặp lại. Tàng tàng tàng.